Theo hãng tin Reuters, cô Agamani, 26 tuổi, một trong bốn con tin vừa được lực lượng Israel giải cứu khỏi tay Hamas ở giải Gaza, đã đến một bệnh viện ở thành phố Tel Aviv chỉ vài giờ sau khi được tự do để thăm người mẹ bị ung thư khó qua khỏi. Cô được giải cứu hôm 8 tháng 6 cùng với ba con tin khác trong một chiến dịch của lực lượng đặc biệt Israel. Chiến dịch diễn ra tại hai tòa nhà riêng biệt ở trung tâm một khu dân cư nằm tại khu vực Nuserat, trung tâm giải Gaza. Ngay sau khi được giải cứu và nói chuyện qua điện thoại với tổng thống Israel Isaac Herzog, cô Agamani đến trung tâm y tế Tel Aviv, Saraski để thăm mẹ. Giám đốc điều hành bệnh viện Ronny Gamzu cho biết tình trạng của người mẹ rất phức tạp và khó khăn. Ông Gamzu cho biết cô Agamani có thể giao tiếp với mẹ, tin tưởng rằng bà Liora có thể hiểu được con gái bà đã trở về nhà. Cha của cô Agamani, ông Yakov Agamani, xúc động chia sẻ: "Hôm nay là sinh nhật của tôi." và một món quà như thế này tôi chưa bao giờ tin mình sẽ nhận được. Theo các quan chức Hamas, Israel trong chiến dịch này đã giải cứu được 4 con tin bị bắt giữ từ tháng 10 năm 2023, thời điểm xung đột Hamas-Israel bùng nổ, nhưng khiến hơn 200 người Palestine thiệt mạng trong các đợt không kích tại các khu vực liên quan.